Ngay Messi cất giọng hát trời ban, cộng đồng mạng chỉ biết ngả mũ này nỉ. Mong anh cầm bóng, cầm cúp hay cầm gì cũng được, chỉ xin anh đừng cầm mic. Cái tên Messi đang nóng hơn bao giờ hết với chiến thắng nghẹt thở sau đêm chung kết World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina. Tất cả những mỹ từ như thiên tài, ông vua, vân vân dường như vẫn không đủ để gọi tên anh. Thế nhưng mà bạn cứ yên tâm, cuộc sống này rất công bằng, ông trời không cho ai tất cả và đừng bất ngờ khi biết rằng người nâng cúp và người đang hát chính là một. Nani? Người hâm mộ nghe xong chỉ biết dừng hình 5 giây rồi thừa nhận, anh chọn bóng đá là đúng đắn rồi đấy. Không may vô tình anh nghĩ cầm mic lên là thành ca sĩ thì lại ôi giời ơi luôn. Đúng là người đàn ông trong mơ của mọi cô gái, vừa đẹp trai, trung tình, đá bóng hay mà lại còn hát dở nữa chứ. Khán giả của Tám TV nghĩ sao về giọng ca thiên phú này? Cùng chia sẻ xuống dưới phần bình luận cũng như tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị nữa nha.